chào tất cả các con. À, cô và các con đã nghỉ dịch Covid rất là lâu rồi đúng không nào? Thời gian ở nhà vừa qua hẳn là các con đã rất là nhớ bạn, nhớ trường, nhớ lớp. Và thời gian vừa rồi các con đã làm gì ở nhà nào? À, hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con làm một đồ dùng đồ chơi rất là thú vị, đó là làm chong chóng bằng giấy. Để làm được chiếc chong chóng bằng giấy thì các con hãy chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây. Thứ nhất, đó là giấy bìa màu, thì các con có thể chọn một màu mà mình, hay là các con có thể sử dụng keo hai mặt hoặc là hồ dán, một cây đũa tre, một thanh tre, kéo để cắt, ống hút, một nguyên vật liệu rất là dễ tìm. Và chúng ta sẽ sử dụng một thanh đắt nặng nào. Bây giờ cô cùng các con thực hiện nhé. Để làm được chiếc chong chóng bằng giấy thì chúng ta sẽ cần một hình vuông. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cắt hình chữ nhật này thành hình vuông nhé. Các con hãy gấp chéo trở lại tạo thành một hình tam giác, miết theo cái đường mà các con vừa gấp nhé. Dùng kéo cắt cái phần thừa của hình tam giác nó đi. Các con cắt thêm một chiều đường thẳng nhé. Và sử dụng kéo thì các con lưu ý hết sức cẩn thận vì rất là nguy hiểm, có thể cắt vào tay. À, bây giờ thì cô đã có được một hình vuông rồi. Từ hình vuông này cô quyết sắp hai đầu lại tạo thành một hình tam giác. Từ hình tam giác lớn này cô sẽ gấp lại, gấp đôi lại tạo thành một hình tam giác nhỏ hơn. Các con nhớ là gấp hai hình cho nó đều nhau nhé. Và miết theo cái đường mà các con vừa gấp nè. Các con hãy dùng kéo cắt một phần nhỏ của cái đỉnh của hình tam giác này nè. Vậy là chúng ta có được một cái lỗ giữa. Các con hãy gấp lại hình tam giác nè. Và dùng kéo 2/3 tờ giấy nha. Tương tự chúng ta gấp cái hình còn lại, cũng cắt 2/3 tờ giấy. Từ đầu giấy các con hãy gấp lại và cắt một lỗ nhỏ. À, cái góc tiếp theo thì chúng ta sẽ không cắt mà cắt góc tiếp theo nữa. Nói chung là các con hãy cắt một đắp và bỏ một đắp. Tương tự nè. Bây giờ các con hãy dùng hồ hoặc là keo hai mặt bôi lên các đắp mà các con đã cắt lỗ nè. Xếp chồng các góc lên nhau và các con nhớ là xếp các góc đối diện với nhau và sao cho là cái lỗ nó trùng lên nhau, khớp lên nhau. À, cô lưu ý là các con nếu như dùng hồ thì các con nhớ là giữ tay lau một chút để cho nó hồ nó khép chín cái tờ giấy mình lại. Như thế này nè, các con nhớ là mình giữ tay một chút để cho nó hồ nó cái chín các tờ giấy mình lại. À, sau khi mà hồ đã cái chín được các tờ giấy lại thì các con mình bước tiếp theo đó là các con hãy dùng thanh tre này nối với cái ống hút lại tạo thành một thanh dài hơn. Rồi chúng ta sẽ xuyên qua các lỗ. Phần sau của cái chong chóng
Vậy là chúng ta đã hoàn thành được một cái chăm chóm rồi này. Các con hãy cố gắng làm cho thật khéo để chăm chóm mình cho nó đẹp nhé. Các con ơi, những ngày nghỉ dịch này, cô mong rằng các con luôn biết vâng lời ba mẹ, thường xuyên luyện tập thể dục cũng như là ăn uống đầy đủ để cơ thể luôn khỏe mạnh. Cô chúc các con làm được những chiếc chăm chóm thật là xinh đẹp. Cô xin chào tạm biệt các con.